chúng ta học phật càng hiểu rõ những điều này người học phật không những không lạc phí mà còn biết tiết kiệm suốt đời sống có quy củ phật dạy hàng đệ tử bốn giới trọng Trước đây khi thầy giảng kinh thường nhắc nhở chúng tôi không làm quốc tạc. Không hủy bán quốc chủ. Không làm quốc tạc nghĩa là tuyệt đối không được làm điều tổn hại đến quốc gia, tổn hại đến xã hội đại chúng. không hủy bán quốc chủ. Quốc chủ ngày nay gọi là người lãnh đạo. Người lãnh đạo từ trung ương đến các giai cấp tỉnh, huyện, xã, thôn, trưởng thôn của một thôn. Là quốc chủ Quốc chủ là người lãnh đạo các đơn vị hành chính Dù họ làm không tốt Dù họ làm việc sai Cũng không được hủy bán họ Đây là đệ tử Phật Họ làm sai tự nhiên của quốc pháp trừng phạt họ Đệ tử Phật quỷ bán là phạm giới Phật phá từ bi di bổn phương tiện di môn phải nhớ điều này bất kỳ ai có sai lầm đều không được hủy ban nuôi dưỡng điều gì nuôi dưỡng nhân đạo của mình có thể khuyên người khác khuyên người khác phải biết lễ nghĩa không được có mặt người thứ ba quý vị có thể khuyên người chúng ta thường nói phải giữ thể diện cho đối phương như vậy đối phương sẽ cảm kích nếu phê bình họ trước đại chúng đó là kết oán thù oán thù này kết thù thì dễ quá giải rất khó ngôn ngữ còn không được làm sao có thể có hành vi hai giới nặng khác không trốn thuế quốc gia dân nộp thuế cho quốc gia là nghĩa vụ cần nộp bao nhiêu thì phải nộp bấy nhiêu không được trốn thuế trốn thuế là phạm giới trộm cắp đây là trộm của quốc gia tội này rất nặng nề sao ta có thể trộm tài sản quốc gia thứ tư không phạm quốc chế quốc chế là luật pháp của quốc gia tuyệt đối không được phạm pháp đệ tử phật chân chánh phải biết tuân thủ cuộc sống dù nghèo dù khổ đến đâu cũng không được phạm giới nhất định tuân giữ giáo giới của như lai cải thiện đời sống của mình đức phật nói muốn có tài sản thì tu bố thí bố thí của cải được của cải bố thí pháp được thông minh trí tuệ bố thí vô ý được mạnh khỏe sống lâu quý vị cần ba thứ này đều có thể đạt được đức phật đã dạy chúng ta như vậy rất có hiệu quả